Dạ, thấy xin mến chào quý ông bà cô chú đã trở lại với kênh tôi Ngọc Miền Tây. Dạ, thấy xin mến chúc quý ông bà cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, hôm nay là Thái tiếp tục có mặt tại cái vườn mít ruột đỏ của Thái nha cô chú anh chị. Thì hôm nay là do hồi tối á, trời mưa rất là lớn, một đám mưa ở cái khu vực huyện Châu Phú mình đó cô chú anh chị, lớn lắm. Nước bây giờ là nó ngập lên láng hết trơn luôn, nó ngập là gần lên tới gốc mít hết trơn. Cho nên là mình đã chuẩn bị một cái motor. Cái motor này motor hai ngựa nặng lắm anh cô chú anh chị, mà nó chạy với cái ống là 114. Thì vô đây mình với ba mình chuẩn bị là để rút nước ra đây, hai ngựa 114 rút ống nước ra bằng 114 nha. Ở đây là có chuẩn bị là motor lốp bê được sẵn hết để mình đi ra để mình coi coi tình hình nước như thế nào. Thì hôm trước thì nước nó le mé ở dưới cây cầu này của chú anh chị, thấp ở dưới luôn. Bữa nay là một đám mưa một mà nó bò lên là gần tới cái mô mít hết rồi. Nhờ cái mít này á, mình lên mô á, nếu như mà mình không lên mô là bây giờ là có thể là ngập là ảnh hưởng là chết mít luôn á. Mấy cái đường ống mình mới đào nè, nước nó lên nó. Sau một đám mưa thì cá đó, rồi với bọt cá sặc đó, nó làm nhiều lắm. Gắn nè, có gắn nè, nó chờ mưa bắt đầu gắn nó lên. Thấy không, nó có con gắn nó quấn bờ cô chú. Đó, nó thọt thọt cái đầu. Chờ mưa cái đầu nó lên trên cây nó, tại vì nước đó, nó ngập ở dưới cho nên là nó leo lên cây nó ở. Ở đây thì cũng có một con gắn bự lắm, nó chạy hoài chạy lại hoài à. Mình thấy mà mình cũng không có bắt, mà mình cũng không có đuổi nó đâu cô chú anh chị. Tại thiên nhiên mà, nó muốn ở đâu nó ở. Đó thì ra đây nè, là nước bây giờ là nó linh binh như cái biển nè. Cô chú anh chị thấy bên đất bên lúa đó là nước hiện giờ là linh binh hết trơn rồi. Nước ở đây thì nó ngập vô trong trong đất mình luôn rồi. Chỗ này là có nước luôn rồi nè, cá sặc nó làm bọt luôn, nước quá nước rồi. Đây nhờ mình lên mô cho nên là mấy cái mít này nó còn, nhưng mà cái này là mình phải rút nước mới được, nếu như mình không rút là nó sẽ ngợp mấy cái mít, nó chết chết mít. Mít này mình trồng bây giờ nó là khoảng 15 tháng rồi cô chú anh chị, gần 16 tháng rồi, tới bữa 21 tới là 16 tháng mít rồi. Nó ngập nè, ngập linh binh trơn. Ngập cái này là mình phải rút ra mới được, nếu như mình không rút là chết mít. Nó qua bên đây nè, thì chỉ một đám mưa thôi nha. Dạ, cái này là chỉ mới có một đám mưa, một đám mưa lớn hồi tối thôi mà nó ngập đến vậy đó. Nào ngoài cánh đồng cô chú anh chị nhìn trắng xóa hết luôn. Thì hôm trước dịch nó còn ăn được, còn bây giờ là dịch nó hết ăn luôn rồi. Sâu quá sâu dịch nó ăn không được cô chú. Nè, nó bây giờ đất xớ rồi thả luôn. Nhờ cái bề này nó, cái bờ này nó cao. Nó cao là cho nên là nước nó chưa có ngập, nó chỉ có ngập bên kia không à. Nhưng mà bắt buộc là mình phải rút ra ha. Đó. Thì giới thiệu sơ sơ với cô chú anh chị. Một đám mưa, một đám mưa khủng khiếp. Đám mưa như vậy đó, nước nó trút như vậy đó cô chú anh chị tưởng tượng. Nếu như mà cái đợt đó ở trên núi, trên bãi núi đó, là nước đó, nó trút xuống là cô chú anh chị biết nguyên bao xung quanh vòng ngoài, vòng ở trên núi mà nó cũng như một cái mé hiên nhà rồi nó đổ xuống như vậy đó. Là nước nó cỡ nào đó. Bởi vì đối với người miền Tây mình đó cô chú anh chị, mà khi mà nước nó ngập như vậy đó, là mình cảm thấy là nó rất là bình thường, chứ không có gì hết. Nhưng mà nó chỉ gây thiệt hại là cây trái mà mình không rút ra kịp thì nó sẽ chết thôi. Còn nếu như mà mình chủ động mình rút nước được thì nó không có ảnh hưởng gì nhiêu nha. Thì bây giờ mình sẽ vô mình làm cái motor, mình múc ra mình rút nước ra. Thì bên đây của mình là cái vườn mít, còn bên kia là cái vườn sầu riêng nghe cô chú anh chị. Vườn sầu riêng người ta cũng đang rút nước ra vậy đó, bên nào cũng bị hết, linh binh hết trơn. Đó. Thôi bây giờ mình đi vô để là mình chuẩn bị mình rút nước, làm cái motor rồi rút nước ra.
bà con ai gắn cái lớp B sao mình không biết, nhưng mà ở đây thì thường thường thì mình gắn theo kiểu này nha. Đây, bỏ vô đây rồi dính ok, khi mình chưa hơi lửa thì mình đóng nó không có vô, khi mình mới hơi lửa thì mình nhặn nhẹ nó vô luôn rồi, cố định luôn đi rồi, cái lúc bê mình xây tới xây lui được. Ok, xong cái này là nó cố định là hết sức rồi. Còn cái này nó lên tới đây, bấm lên nắp vô là rồi. Đừng cho nó ruột. Cái này nếu như mà mình không bấm lên nắp á, lâu ngày cái lớp B nó sẽ bị ruột. Rồi, ba quấn cái đít này lại là rồi ba. Đây à, cái bọc quấn vô quấn cái đít nó lại. Đây. Mấy bọc xanh ông đem vô đâu ba? Chỗ nào? Đây. Đây mình ngồi quấn lại luôn. Quấn ba. Ba. Con dẫn ông quấn này. Nè, ở đây ngon quấn nè. Mấy nhở? Quấn cộng hai cộng gì cũng được. Còn nó kín là được rồi. Chắc hai cộng quá. Một cộng không đủ kín. Rồi với điều dính không? Đồ quấn lên mềm đây. Cái tay phải yếu quá. Quấn đi, quấn gì vậy? Nè, dính đi con quấn. Rồi, buông. Rồi vậy. Dư luôn cái giò ra nè. Trời đó. Cái này hở nè. Quấn là
chất lượng. Quá kỹ. Lớp B mà nó xì nó căm chết luôn. Xét. Xét. Xét thì xét chứ. Nó kín được chứ không kia kín thì sao lên. Dở cao lên nó kê lên cái đầu gối rồi. Kê lên cái đầu gối như người ta vậy nè. Đây. Ừ. Trời ơi. Tù hết, cái hết vụt xe, cái vụt xe máy gì luôn á. 2 cộng à, nãy vụt xe máy cắt được mấy cộng? 3 cộng. 3 cộng, 2 cộng được rồi. Bây giờ sẽ đem xuống. Còn cộng gột nữa ha. Đây. Để tay mới chịu phải không? Lấy cục gạch chim lên đây. Lấy cái cây, lấy cái cây chim lên. Chổi đầu. Chổi được nữa được không? Chổi bực bắt. Ra chút nữa đẩy ra xíu. Đẩy một cơ ra xíu. Đưa đưa cục gạch đây. Đây. Chỗ cho bà nó nhìn nó. Cái làm coi này cúp quá cúp. Rồi ok. Vậy đi. Vậy đó. Vậy đó. Làm coi này cúp quá cúp. Rồi, quấn dây lại, lấy dây thun quấn lại. Nè, lấy dây thun, lấy cái bọc quấn lại. Quấn dưới đó lại trước. Nhờ có cái mô tư nhà nè, đem xuống đặt nó cũng đỡ. Đây. Dây Minh Thiên dây luôn. Nè, kê cục gạch lên nè. Nè, kê lên vậy nè. Kê cái cày lên. Xe nữa, cùng nữa. Rồi đây xuống đây. Được chưa? Rồi ok. Lấy cục gạch ra đây cái nữa. Ừ. Đó đi về đâu đó là làm hoài đây.
chỉnh lại, chỉnh lại cho nó chỉnh. Ừ. Rồi. Rồi quấn lại để mình lấy cái thùng mình múc mình châm nước. Này thì nước bọt ra nước luôn. Trời ơi, kiếm gì đẩy cái motor lỡ là nó chạy. Rồi bị giấy đấy đó. Trời ơi, mà lấy miếng giấy đẩy motor. Đó, cái miếng ở dưới cây xu đó. Cây xu tôi trộn băng đó. Ừ. Mưa phải rút mới được, không rút rồi mưa hoài là nó ngập tràn luôn. Sợ trời mưa mới rút. Đợi chân đi. Được chưa, còn xì không? Hả? Tới gì? Tới rồi đó. Ừ, giữ vậy đó hả? Đầy hôn. Hả, ừ, đầy hôn. Ừ, đầy à. Ê, nhầm rồi. Đầy ơi. Nó đầy đầy rồi đó. Chết bà, mưa tới luôn rồi. Mưa dữ lắm luôn kìa, mưa ngoài đó mưa dài dài vô kìa, mưa dữ lắm luôn. Để mình kiếm cái đồ mình đẩy cái motor lại. Mưa quá mưa rồi. Không sao, không sao. Được chưa? Rồi ghi máy vô đi, gắn này vô cột lại đi, còn cọng dây nào nữa không? Cắt đi, cắt đi. Cột gì chưa hết xúc rồi. Quá tệ. Quá đã. Sau một hồi gắn thì mình cũng đã để vô được rồi. Lấy hai cái cây cắm kéo ngoài sau nè, đừng cho nó chạy xuống. Ba. Hai cái cây cắm kéo đi.
cái bực ở dưới hoài vậy, khó làm. Rồi. Ê, để em tính. Mềm. Lên nó lên nữa. Lên đó. Lên nữa. Hót nước này cái phút lâu ngày quá, phút nông sải hót nước này kêu nó thay cái phút đồ ok à, hết hồn. Hót nước này cái phút đó. Lên mà lên yếu vậy cũng được rồi. Lên mà lên yếu lôi qua bên đây cho nó lên trên bờ xói đất, chỗ này xói đất thôi. Lên nha, bật đạn đồ nó hư hết rồi, cái này muốn ngon phải thay đạn đồ lại mới được. Mạnh rồi đó. Ok, vậy được rồi. Vậy được rồi. Bơm này bơm nén mà. Bơm nén mà. Nén nó mới mạnh. Lấy cái cột cái, lấy cái bọc cột cái ấy là. Motor này nó cũ cho nên là nó hơi kêu bật đạn. Nhưng mà nước nó vẫn lên nha, nước nó vẫn lên bình thường. Motor nó hơi yếu nhưng mà nó vẫn lên bình thường. Nước sâu à. Nước mưa không mà vậy. Thấy không? Lên á, bình thường. Ok mà. Ừ.
bật đạn hơi kêu. Rồi đẩy cái đó lại đi, vậy được rồi. Được rồi, lên vậy thôi chứ còn đâu nữa. Nước ở trong hầm á lạnh ngắt à. Còn nước ngoài là ngoài này nó nóng. Rồi bây giờ mình đi coi cái vòng vòng chỗ đó chỗ nào xì mình lấy được rồi. Vậy là được rồi. Gà nó phóng màu lắm. Thôi vậy cũng được rồi. Cái này là nó lùa cỡ ống 90 á, tại ống 114 nó hơi ấy. Cái này nó ép mà, ép nước mà. Cái này không có ép nước cho nên nó vậy. Rồi bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đỡ coi có mưa không cô chú anh chị. Nếu như không có mưa, hai vợ chồng sẽ đi gánh ống nước tiếp tục. Dạ thì bây giờ trời đã tạnh mưa rồi ha, mình chuốt sẵn ba cái cây này là ba cái tùm dông để mình sẽ đi làm cái cây cầu khỉ nha cô chú anh chị. Đây cây cầu khỉ qua cái ao sen, bên đây là một cây cầu gián. Qua thêm một cái cầu gián nữa. Cái cầu gián này mình cũng mới làm, tại cái cầu cũ nó bị sập rồi. Đây. Tiếp theo đây là một cái cầu tre. Cầu tre đôi. Qua đây mình sẽ làm cái cây cầu khỉ này. Cái cầu khỉ này mới đầu là nó hai cây. Nó hai cây thì mình đi cũng được. Nhưng mà hôm qua mình đi sáng đi nó bị gãy hình cây rồi. Bây giờ lỡ rồi mình làm luôn cây cầu khỉ luôn. Ê sâu dữ vậy. Ồ sâu dữ vậy hả. Tưởng đâu nó cạn, ai ngờ nó sâu dữ vậy. Qua ao sen, chỗ này là ao sen này là tự nhiên cô chú anh chị, mình không có trồng mà hồi đó đất này trồng sen á là cái tự nữa. Mình nhúng một hai cái nữa té luôn một cây. Thêm một cây nữa. Đất chỗ này sâu dữ vậy ta. Tưởng đâu cạn, bây giờ sâu. Sâu khủng khiếp luôn. Tiếc công anh nói nhờ dài dài. Nhà đâu giếng cạn anh tiếp hoài nhờ dài. Một chút lực té như chơi. Cậu tre lắc lẻo gặp gành khó đi. Búa quá nhỏ đóng không có phê. Sẽ cục nó. Cái cầu tre mà muốn không ướt mình nó cũng hơi bị khó nha. Đây.
ở dưới quê mình là vậy đó cô bác anh chị, cái gì cũng làm mà làm từ từ lai gai làm hoài vậy đó. Lai tao hả mày? Đây, bẻ cóp nó xuống. Rồi, ok. Cứng khừ luôn. Rồi. Hy sinh một cây búa. Mình kiếm một cái cây dài nữa, bắt từ đây qua đây. Ok, kèm đâu rồi. Làm cây cầu khỉ rất là đơn giản. Cây này hư mình gác cây trẻ khác lên mình đi tiếp. Cứng khừ không? Ngon lành. Đây. Không tay vịn thì mình làm cái tay vịn. Đây. Sao cũng được.
ok, vậy cũng được. Chéo méo nữa là hy sinh một cái. Thêm một cọng nữa là cái câu mình đã hoàn thành. Xong, ok. Gãy cái tre này thì thay cái tre khác cứng khừ như ba mờ. À, đâu để thử thôi em, cái nào chưa chấp nhận. Đi thử cái cầu tre anh mới sáng chế rồi. Đã không? Hay á, té cái ồn xuống rồi khóc nha. Đi lại. Đó, rồi hai vợ chồng mình sẽ đi qua cái chỗ này của chú anh chị làm cái ống nước phía bên đó, rồi sẽ làm bữa cơm chiều. Nó có một ngày của vợ chồng mình thì đơn giản vậy đó quý ông bà cô chú. Đó. Rồi xách cây về.